Kính thưa quý thính giả, kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 7 truyện dài Ai hát giữa rừng khuya của nhà văn Chia Thanh Bình và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Hồ đương mải mê chơi bế bóng, không biết gì hết. Anh chàng cúi đầu gầm xuống đất, chăm chú vườn mặt cỏ xanh. Đương lúc xuất kỳ bất ý, ngòi pháo cháy hết, cháy lan vào đầu duyên sinh ở trong ống, làm cho ống pháo nổ một tiếng kinh thiên động địa. Hồ bị một phen kinh sợ, tưởng như bị sét đánh ngay giữa đỉnh đầu. Không kịp nhìn xem từ đâu có sự lạ này xảy ra, chỉ còn đầu thì giờ vật đuôi đánh chát một cái, nhảy bỏ lên rồi cong đuôi chạy bán mạng vào rừng, không dám ngoảnh nhìn lại. Tráng sĩ đắc ý vỗ tay cười ha hả, oanh cư cũng bị tiếng pháo giật mình ra khỏi cơn khủng khiếp. Nàng đương ngồi ủ mặt vào ngực tráng sĩ, nghe tiếng pháo nổ bỗng giật bắn người lên, sửng sốt mình thì thấy tráng sĩ vỗ tay cười khoan khoái. Tráng sĩ ôm lấy nàng bảo rằng: xong rồi, cô chớ kinh hãi, đó là tiếng địa lôi tôi phát ra để đuổi loài mãnh thú kia đi, không cho nó diễn cái trò quỷ quái của nó nữa. Cái sự này rất lạ, song thực rất thường, cô được chứng kiến lần đầu cho nên cô hoảng sợ đó mà thôi. Tôi đã làm quen với những sự kỳ quặc hơn thế nữa, thành ra chẳng coi cái cảnh tượng đêm này vào đâu. Bây giờ tôi đã đuổi hồ đi rồi, chúng ta không còn gì để lo sợ nữa. Chúng ta có thể nghỉ ngơi yên ổn, không có giống vật hay loài ma nào dám đến để quấy phá, cô cứ an tâm. Ở đây cho đến sáng, tôi sẽ giúp cô hết cả mọi việc tống táng, rồi sẽ đưa cô qua đèo Tam Điệp. Cô nên đi nghỉ một lát cho khỏe đi. Tráng sĩ nói thế, nhưng oanh cư cũng vẫn ngồi yên bất động trong lòng chàng. Nàng không dám bước đi đâu hết, vì vẫn còn khiếp vía, nhưng không đủ can đảm ngồi một mình, dù chỉ một bước, không nói năng chi cả. Nàng ngồi im, gục đầu vào vai tráng sĩ. Tráng sĩ biết rằng nàng không dám lìa chàng, nên chàng đành phải ôm nàng mãi trong lòng. Rồi chàng tìm cách an ủi nàng bằng cách kể chuyện cho nàng nghe. Ngõ hầu tinh thần nàng bị chăm chú vào câu chuyện, mà không còn để ý đến sự việc bên ngoài nữa. Ông cai móm lạnh ngừng lần thứ ba, lấy cốc rượu uống một hơi, rồi kéo một mồi thuốc lào. Lệ Thi nóng ruột muốn nghe, giục ông cai kể tiếp, nhưng ông vẫn điềm tĩnh thong thả, uống rượu, hút thuốc khề khà, làm cho vợ tôi càng thúc giục hơn nữa. Thi muốn nghe, mà hãy nghe đến chỗ nào rùng rợn, thì lại bám xiết lấy tôi, thu hình cuốn vó lại, trông buồn cười lắm, phải thế chăng mình? Một hồi lâu, ông cai đủ nghiện, mới oang oang nói tiếp. Bây giờ oanh cơ ngục mặt vào vai tráng sĩ, tráng sĩ muốn cho nàng đỡ sợ phải tìm kế nói chuyện để bắt nàng phải chú ý vào một sự khác, ngõ hầu quên nỗi đau xót và quên cảnh vật ghê sợ của rừng khuya. Câu chuyện của tráng sĩ nói sau này là chính miệng oanh cơ kể lại cho cậu ruột của tôi nghe, vì thế cho nên tôi biết rất rõ. Tráng sĩ sợ nàng cứ nghĩ ngợi mãi về cái chết thê thảm của anh chị nàng và cứ bồn chồn lo ngại luôn luôn, thì không khéo chết ngất đi lần nữa. Chàng phải nói luôn mồm cho nàng thấy là bao giờ cũng có người ở bên cạnh và che chở cho mình. Tráng sĩ bảo oanh cơ: cô đừng nên sợ hãi kinh ngạc cô ạ, có tôi ở đây, không khi nào tôi để cho thú dữ ma thiêng tạm đến cô được. Tôi có khi nằm trên tròi này hàng nửa tháng, đêm đêm chơi trọi một mình, tôi chả có e ngại gì hết. Gặp ác điều, mãnh thú thì tôi bắn, tôi đánh, tôi cầm mã tấu hoặc đoạn côn, thử chơi với chúng nó vài keo, đi cho chúng nó xem một vài đường võ. Bao giờ chúng cũng thua chạy, hoặc bỏ xác lại cho tôi khiêng về. Chúng nó có làm gì được tôi, to, lớn, khỏe mạnh,
và nhanh nhẹn như con hổ. Tôi chỉ coi là một loài thú dữ mà thôi. Cái đáng sợ nhất, ấy là ma rừng. Giống ấy nó thiêng lắm, và lợi hại lắm. Nhưng mà tôi có làm gì phạm chúng đâu, mà chúng đã xử tệ với tôi. Chẳng qua là chúng chỉ muốn đùa giỡn quấy quả tôi cho vui, chứ chưa làm cho tôi ốm đau và chịu thiệt bao giờ. Hay là chúng có ý nẻ tôi thì chả rõ. Một vài lần đầu tiên, có vài con đầu đàn, chúa tệ ở vùng này, hiện lên dọa nạt tôi. Tôi đang nằm trên sàn, thì nó làm cho sàn quay tít như trong chóng. Định thần ngồi một lúc, thì lại không thấy gì. Có khi nó ném tôi đích bịch một cái, xuống tận gốc cây. Tôi nhìn lại, thì thấy là mình vẫn còn ở trên sàn. Lại có lần vừa buổi chiều, mới trèo lên cây, thì đã thấy ngay lủng lẳng treo trên cành. Chỗ thì một cánh tay, chỗ thì một cái chân, chỗ khác thì cái đầu lâu, máu ở cổ chảy xuống ròng ròng. Chỗ khác nữa thì cái thây người. Một chốc, tất cả mấy thứ ấy bay vùng lên sàn, liền nhau lại, thành một người đen thủi đen thui, đầu tóc dựng ngược, mắt mở to, há mồm cười, nghe răng trắng nhờn nhợn. Tôi cứ ngồi yên, nhìn con ma ấy không nói. Nó thè lưỡi, đỏ như lửa, dí tận sát mặt tôi. Khí lạnh của nó thấu vào khắp người tôi giận lắm, sao vẫn cố chấn tĩnh. Nó dọa chán, thì nó biến mất. Lần khác, nó hiện lên đến 6-7 con, lớn có, bé có, trẻ có, già có. Đứa nào cũng quần áo rách rưới hoặc trần truồng như nhộng, trông người gầy gò, đen thủi, xấu xí lắm. Chúng đi lơ lửng nhưng không bước, là ở trên mặt cỏ, lại có, lại chỗ tôi đứng ở dưới gốc cây, giang tay bao vành lấy tôi, rồi nhảy múa, làm cho tôi hoa cả mắt. Tôi bị chúng trêu nhiều lắm, vài lần lắm. Lần này thì tôi chắp tay vào trước ngực, nhắm mắt niệm Quan Thế Âm, rồi đọc câu thần chú trừ tà. Tà Thanh Long, hữu Bạch Hổ, tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ. Mở mắt ra, chúng đều biến mất cả. Tôi lên được trên sàn, ngồi khấn rằng: Tôi tên là Lê Trọng Việt, là một kẻ đi săn các ác điều mãnh thú, không xâm phạm gì đến vong hồn các anh em cả. Anh em nếu có linh thiêng, xin phù hộ cho tôi săn được nhiều. Tôi sẽ chia cho một phần, và xin cung tế anh em tử tế mỗi khi tôi tới đây. Từ trước tới nay, anh em trêu gạo tôi đã chịu nhẫn lại, không làm gì cả. Tôi không dám chửi rủa các vong hồn, cũng không dám láo xược với các vong hồn. Xin các người từ đây đừng dọa nạt, đùa giỡn tôi nữa. Nếu tôi khấn cứ tử tế thế này mà không tha, thì sau này sẽ có cách tôi đối phó lại. Bây giờ đừng trách móc tôi đó. Đây gọi là thành tâm lễ bạc. Tôi có chút quà này, xin biếu anh em. Khấn xong, tôi giở tay nải, đem ra bày ở sàn một ít bánh đúc, để ở trên vài tàu lá và một ít hoa quả tôi đã cố tình mang đi từ chiều. Rồi tôi đốt hương, đốt nến, vái 4 cái, xong lại đem đống mấy chục lá vàng hồ. Công việc thấy ổn thỏa, tôi nằm chèo queo, đánh một giấc đã đời, chờ đến canh 2 thì dậy. Đêm hôm đó, quả nhiên, tôi săn được nhiều thú lắm, xong toàn là các thú nhỏ, và tôi cũng không bị chọc quẹo nữa. Bắn được cáo, được cầy, tôi đợi rạng ngày là thôi ngay vài con ở dưới gốc cây, cúng tế xong rồi mới về. Những đêm sau đều săn được khá khá, tôi vẫn giữ lời hứa chia phần cho ma, nhưng ăn quen rồi thì lại dừng mỡ, đến đêm lại tìm cách làm cho trong nhà sàn của tôi các đồ đạc lung tung lên cả. Có một lũ chuột, mỗi con bằng con mèo to đến hì hục tìm mồi, ăn bánh đúc cơm nắm của tôi, gập nát cả chuối tôi chữ sẵn để trắng miệng, cắn rách áo của tôi và nhá chân tôi đau lắm. Chúng nó tha nỏ của tôi quăng xuống đất và tha mã tấu của tôi cắm vào một cành cây. Vác tay nải của tôi chưa lủng lẳng ở mái sàn, lũ danh ấy lục lọi đủ thứ, chọc tức tôi đến cực điểm. Đêm tôi ngủ dậy sờ nải chẳng thấy đâu, biết là có chuyện. Tôi bèn ngồi một lúc, định thần cho mắt sáng ra, có thể trông rõ trong đêm tối được. Tôi nhờ ánh mờ mờ của các ngôi sao le lói nên tìm được
đẫy nải và mã tấu, vì lưỡi sao lấp lánh dễ thấy lắm. Tôi mở nải, lấy rất mùi nhồi đã lửa, và hai đống địa lôi to. Rồi tôi ngồi đợi xem cái giống quái kia có đến quấy nhiễu tôi nữa chăng. Quả nhiên chúng trở lại, để xem tôi tức giận đến thế nào. Lần này, chúng biến ra một lũ cú mèo và mèo rừng, đến vỗ cánh ầm ầm và kêu reo réo ầm ĩ cả xung quanh mình tôi, bao lấy tôi đen nghịt. Tôi đã biết, nên thủ sẵn một sợi dây ngũ sắc dài, một bông phẩm đỏ ướt. Tôi cứ điềm nhiên niệm Phật và đọc thần chú. Chúng quây quần lên người tôi, song không phạm đến tôi được. Tôi đánh ra lửa, tóe lên, đốt bùi nhùi, bùi như cháy. Tôi dưới ngay vài cái ngòi pháo khổng lồ, treo ở mé sàn. Xong tôi vội vàng đứng dậy, cô tay túm được một anh mèo. Tôi nhảy vọt ra ngoài, chuyển cành nọ sang cành kia, ra ngoài một chẽ cây gần gốc. Tôi vừa leo, vừa kéo dây ngũ sắc ở cổ, buộc vào mình con mèo. Nó cắn tôi, nó cào tôi, nó giãy giụa, đập đôi chân chát. Tôi cũng mặc kệ. Buộc dây xong, tôi lại sờ vào túi áo, lấy bông phẩm đỏ, bùi nhơ nhét vào mặt nó. Sau đâu đấy, tôi thả nó rơi đến bịch một cái xuống đất. Tôi làm việc trên đây nhanh như chớp, bởi vì đã định trước cả rồi. Chỉ thoáng một tí là đốt xong rồi pháo. Bắt một con mèo, và nhảy chuồn xuống gốc cây ngồi ở một chỗ, tươm tất lắm. Tôi vừa an vị, hai tiếng nổ kinh thiên động địa nối tiếp nhau sẽ tan vùng lặng lẽ của rừng khuya. Bốn bên toàn là sườn núi cả, nên tiếng pháo địa lôi càng dữ dội. Đàn mèo tranh nhau mà chạy, đàn cú tranh nhau mà bay, chúng chen nhau, húp nhau, ùa cả ra khỏi sàn. Phần nhiều đều rơi xuống đất huỳnh huỵch, có con chạy không kịp, phải biến ra khói tan đi. Pháo vừa nổ, định thần mà nhìn, chả thấy một con nào nữa cả. Thì ra, chúng nó vừa rơi đến đất, hay chưa đến mặt cỏ, là chúng đã biến cả rồi. Vô phúc, có một anh cú bay tạt qua mặt tôi túm ngay lấy, luồn ngay dây ngũ sắc, buộc lấy hai cánh, rồi cũng đem phẩm bôi vào mặt. Tôi lại vứt con quái vật ấy xuống đất theo với con mèo. Hai con đó giãy giụa, vật mình đùng đùng vào gốc cây, nghe rõ mồn một. Ý chừng, chúng nó muốn tháo dây thì phải, nhưng tôi buộc theo phép phù thủy, có mà tháo đừng chơi. Tôi lên ngồi chiếm trẻ trên sàn nữa. Lúc này, tôi đốt bùi nhùi, thắp một ngọn bạch lạc, đi tìm các thứ binh khí, thu thập xem có thiếu gì không. Xét ra, chỉ mất cái nỏ thần của tôi, mà chúng đã ném xuống gốc cây cổ thụ, còn đồ đạc thì đủ cả. Tôi ngồi yên xem động tĩnh như thế nào. Lúc đó, rõ ràng là tôi tỉnh táo, bao nhiêu tinh thần tâm trí đều sáng suốt, cũng như ngọn bạch lạp dạng to. Thế mà không hiểu vì đâu, tôi như mơ màng, tai nghe văng vẳng có thứ nó rất khẽ, mà lại rất rõ, một thứ tiếng không phải là tiếng, chỉ như một dư âm xa lơ xa lắc, một tiếng gọi bị đập vào đá, nhiều oang oang đưa lại từ chỗ nào, như một cái bóng của lời nói thì đúng hơn. Cái tiếng gọi đó gần sát tai tôi, nhưng quái, cũng như ở một nơi xa lắm, chỉ nhận biết nó rành rọt, nghe tường tận vô cùng. Nó như thế này: ông Trọng Việt ơi, ông ác làm chi, ông tắt đèn đi, chúng tôi biết lỗi rồi, chịu phục ông rồi, ông cứu cho lần này, lần sau không bao giờ dám phá ông nữa. Riêng hai đứa tôi, chúng tôi sẽ đội ơn ông và phù hộ cho ông. Ông hãy tắt đèn đi. Tôi đoán ngay là lời kêu van con ma bị bùa ngũ sắc buộc không biến được. Chúng nó đã hối quá, tôi cũng chả nên tán tận lương tâm. Chẳng qua chúng xử tệ với tôi hết sức, nên tôi mới phải báo thù. Nếu không, tôi cũng chẳng hơi đồng nghịch ngợm với chúng nó để mất một đêm săn bắn. Cái đêm ấy thế là vô ích. Tôi bị mất nhỏ, lại mất thì giờ, lại đốt địa lôi và châm đèn, thì còn con thú nào dám đến gần để mà bắn nữa. Mà dù có đến, thì biết tìm nó ở đâu? Xuống gấp cây chả dại, nhỡ có làm sao trong đêm tối, giữa rừng vắng, thì hết kế thoát thân. Thôi, chúng nó xin tắt đèn, thì tôi tắt, để xem chúng giờ trò trống gì nào. Tôi rụi cây nến, ngồi đợi. Trời vừa tối, bỗng nghe bịch bịch hai tiếng. Sờ, thì ra có con mèo và con cú ở ngay cạnh thân.
văng vẳng bên tai lại có tiếng. Ông làm phúc tháo dây cho chúng tôi và dội vết phẩm cho chúng tôi đi. Ông tha cho, sẽ xin đổi ông mãi mãi. Tôi nói, lấy nước đâu mà dội bây giờ? Tôi chả có gì đựng nước cả. Chỉ có một cái vỏ dừa ở góc sàn, nhưng mà lại không có một giọt nước nào. Thì làm sao mà dội cho hai người được? Tôi vừa dứt lời, thì quái lạ, thấy ngay một vật ướt ướt đụng chân, sờ xem là một gáo nước đầy. Cái gáo sứt không có cái cán của tôi. Tôi hơi ngạc nhiên một tí, xong nghĩ ra ngay, có gì lạ đâu, một lũ ma nữa, vô hình, đơn bao bọc lấy tôi, để xin tôi gỡ cho hai đứa bạn của chúng, và để xem tôi xử sự thế nào. Tôi lên mặt đạo mạo, phán rằng, chỉ tại các ngươi chọc ta, chứ ta có làm hại các ngươi đâu. Ta cúng các ngươi, cho các ngươi nào thịt, nào bánh, nào hoa quả, nào vàng lá. Thế mà các ngươi chả biết ơn, phù hộ cho ta, mà còn quấy quả ta. Thì trời đất nào chứ các ngươi nữa. Ta đây biết phù thủy. Chỗ này tôi nói khoác để dọa chúng mà thôi. Chứ thật tình thì tôi chả có phép quái gì. Chúng mày làm gì nổi ta? Các ngươi nạt ta như thế, chứ đặt nữa ta cũng chả sợ. Ta đã có cách đối phó lại. Có nhiều cách lắm. Đây này, các ngươi hãy xem đây. Nói đến đó, tôi sờ tay nải, túi xách tay ngày xưa, lấy ra một củ tỏi, bóp nát và dấy vào mũi con mèo và mũi con cú. Quả nhiên chúng dẫy lên đành đạch, tai tôi lại nghe văng vẳng, chúng con lại ông, chúng con biết tội rồi, ông xin tha cho chúng con, ông vứt tỏi ngay đi, rửa tay đi. Tôi quăng củ tỏi xuống đất, dội nước ở gáo rửa tay. Tôi rửa hết cả một gáo nước, rồi lấy vạt áo lau tay, vừa lau tôi vừa nói. Ta còn nhiều cái phép khác lợi hại lắm. Thế các người xử ác với ta, ta sẽ càng xử tệ với các người hơn, cho bỏ ghét. Lần này là lần đầu, ta tha cho hai người. Hãy biết ơn mà cố tu tỉnh lại. Ta mà bắt được một lần nữa, thì chớ có trách ta đó. Nhưng mà gáo nước hết rồi, lấy gì gội rửa cho các người đây? Tôi nói vừa dứt lời, sờ xuống chân, thì gáo nước khi nãy đã cạn, bây giờ lại đầy. Tôi bèn móc trong đẫy ra một cái rẻ lau, thấm nước rồi lau mặt mũi cho con mèo và con cú. Chúng nó nằm yên để tôi làm một cách ngoan ngoãn, chứ chúng nó không dám cựa quậy gì hết. Tôi lau một lúc lâu, áng chừng đã sạch lắm rồi. Bây giờ tôi mới tháo nút dây ngũ sắc ra, vụt một cái vừa cởi được dây thì đã không thấy con mèo và con cú đâu nữa, chỉ có phảng phất trước mặt tôi lờ mờ như sương động lại, như khói tụ thành hình. Hai cái bóng dịu dàng, trắng toát, như là sương ít mặt, tuyết pha thân. Hai thiếu nữ yểu điệu, thanh tân, tuy trong bóng tối, mà tôi cũng có thể đoán được là hai giai nhân tuyệt sắc. Cả hai tựa hồ, mặc áo bằng mi trắng, mập mờ ẩn hiện, trông đẹp vô cùng. Một làn tóc đen cuồn cuộn, xõa xuống ngang lưng, một thân hình tha thướt, mềm mại. Tứ chi nhỏ nhắn, tròn chỉnh, đó là cốt cách của hai nàng. Trông cả đôi đều giống nhau, tựa như chị em sinh đôi, khó lòng phân biệt. Nếu một nàng không có làn tóc dài chấm gót, khác với nàng kia, tóc chỉ để dài ngang lưng một chút thôi. Tôi thấy hai bóng ma con gái ấy, trong lòng cũng hơi bồn chồn, cứ ngơ ngác, ngắm nhìn họ. Cả hai nàng cùng quỳ xuống sàn nước trước mặt tôi. Trong khi tôi văng vẳng nghe một điệu đàn mê ly vô cùng. Hai em cảm ơn thầy đã tha cho, đội ơn thầy nhiều, sau này xin giúp thầy. Điệu đàn chỉ ngắn có thế, điệu ấy tức là giọng của hai nàng thánh thoát hỏa lên. Tôi thấy làm lạ rằng sao cái giọng này nó êm ái du dương, nó thỏ thẻ trong trẻo, khác hẳn với tiếng nói phào phào lúc nãy. Tôi nghĩ một lúc mới hiểu rằng khi hai nàng này chưa biến được, thì cũng chưa nói được. Đó chỉ là các bạn bè thay lời hai nàng và cầu khẩn đó thôi. Tôi bảo là hai nàng nói, nhưng mà thực ra không có thanh âm phát ra ngoài. Tôi chỉ thấy một hai thứ nữa đó lắp bắp, rồi tự nhiên tôi hiểu. Tôi hồi như trong tai tôi có tiếng nói gọi vào óc tôi. Hai ả lại tôi xì xà xì sụp, bạn đứng dậy bước ra. Tôi vừa ngước lên, chỉ kịp trông theo, thì đã không còn thấy bóng dáng của hai nàng ấy đâu nữa.
Từ đấy, tôi đỡ bị nạn yêu ma quấy nhiễu, làm rút lại đồ đạc và ngăn trở sự săn bắn của tôi. Nhưng tôi lại bị một cái nạn, nạn này nạn mới, lạ lùng, nguy hiểm hơn. Đó là hai con ma thiếu nữ mường. Thế nghĩ là chúng nó mê tôi, đêm nào cũng lên ngồi cạnh tôi nói chuyện tỉ tê, nhưng quấn quýt lên tôi không dứt. Tôi nhắm mắt ngủ thì thấy như là mình dắt tay chúng nó đi chơi trong rừng, bưng mắt dậy lại thấy hai cái bóng trắng ngồi bên cạnh mình, trong ấp trong tai, lại có tiếng rượu vang vẳng nói chuyện với mình thân thiết lắm. Tôi là con trai chưa vợ, thấy thế sợ lắm, chỉ ngại giống yêu tình ấy, nó thu mất nguyên giường thì sẽ chết mất. Tôi lo quá, bỏ rừng về nhà. Đêm nằm ngủ, lại thấy chúng nó đến trách móc, sao không đến đồng dao săn bắn như mọi ngày, cho chúng nó được gặp gỡ trò chuyện. Sáng dậy, tôi đem sự đó thuật lại cho anh tôi nghe. Anh tôi là người giỏi võ hơn tôi, mà lại can đảm lắm. Anh tôi quyết cùng tôi đi vào rừng một phen. Quả nhiên, anh tôi được thấy hai thứ nước mường của tôi, và làm quen với chúng. Một đứa bám giết lấy anh tôi, còn đứa kia thì vẫn cứ mê hoặc tôi tới cùng. Hai anh em hãy nằm trên sàn thiêu thiêu ngủ, và thứ khắc thấy mỗi đôi mắt một con ma đi dạo khắp cánh đồng, khắp nội, bắt ong đuổi bướm, bứt quả hái hoa, tình tự vui vẻ lắm. Tỉnh dậy, vừa hướng mắt, đã thấy có hai ả ngồi dưới chân, còn tóc ngắn kể anh tôi, còn tóc dài kể tôi. Thật là nguy ngập quá, tôi hối hận vô cùng, hối hận vì đã đưa anh tươi vào cõi chết. Một mình tôi có thác, cũng không oán gì số phận. Xong, làm cho anh tôi vì muốn cứu tôi mà cũng thác nốt, thì thực tôi có lỗi vô ngần. Kiên cường như tôi, mà tôi phải ứa lệ khóc. Nhưng không dám khóc trước mặt lũ quái đó. Tôi đợi dạng ngày, dắt anh tôi ra khỏi núi, đi về quán trò lúc bấy giờ, mới ôm lấy anh mà khóc và xin lỗi. Anh tôi nổi lòng, cũng khóc, và khuyên giải tôi. Em đừng ngại. Anh xem hai con yêu này, nó không phải là đồ dâm tình. Chả qua chỉ là oan hồn hai con bé chết lúc còn con cái, thiếu tình đó mà thôi. Từ lúc mình quen chúng nó, mới cùng nhau đi chơi đi bời, trong nhà trong nội. Nào chúng nó dắt mình đến cuộc mê mưa do bọc gì đâu. Thế thì chưa lo. Để thong thả anh nghĩ một kế, làm cho chúng phải bạt đi mới được. Anh ta nói vậy thì tôi biết vậy. Chứ tôi vẫn khóc lóc như thường. May sao, từ sự khóc lóc thảm thiết đó, có một cụ già để ý đến tôi. Ông hỏi tôi nhất nhất kể sự tình cho ông rõ. Ông già ngắm mặt mũi hai anh em tôi một lúc, rồi ông đòi xem bàn tay. Xem xong, ông đưa chúng tôi vào một căn phòng hẹp ở trong nhà trọ. Ông đứng ngoài, bắt bốn cái quyết, lâm dâm đọc chú, rồi hồi một hồi lâu mới bước vào. Ông không đắn đo gì cả và nói ngay. Tôi xem khí sắc hai thầy thì chưa đủ nỗi suy. Ám khí cũng chưa phạm được mấy, vì hai thầy có can đảm nhiều, quá nên tôi mới cứu được. Giá phải những người yếu linh hồn, ắt là bị hại đã lâu rồi. Cái giống ma này, chúng nó khôn lắm. Nó muốn báo thù thầy đấy. Nhưng mà nó cứ làm dần dần thôi. Mỗi đêm đi sâu vào một chút, nỗi nửa năm thì không còn chữa được nữa đâu. Tôi cho hai thầy hai đạo bùa này. Hai thầy phải giấu kỹ trong mũi tóc, rồi nó sẽ không biết. Nếu để chỗ khác, nó trông thấy thì nó sẽ cướp mất. Ta lại tương kế tự kế, nhìn chúng nó đương dùng hai thầy đi vào con đường tình ái, thì hai thầy sẽ làm như là âu yếm nó lắm lắm, chứ đừng có tỏ vẻ lãnh đạm như xưa. Làm ra như là mình thấy chúng yêu mình một lòng chân thật, nên cũng hồi tâm mà sủng ái chúng. Rồi một thầy sẽ trong khi tự tình hỏi nó xem mà hay là nhà mồ của chúng nó ở đâu, nói rằng khi nào anh thác đi sẽ lại nằm chung với em. Khi nó chỉ mà rồi đó, thì thử ba lần xem có đúng một chỗ hay không. Mỗi lần nên nhận địa thế và đánh dấu kỹ càng, lúc nào biết đó chính là mà của chúng nó rồi, thì các thầy nên làm như thế này, thế này, thế này này. Chúng nó sẽ khiêng hai thầy
không dám đến gần nữa. Hai thầy sẽ thoát nạn. Xong mà tốt nhất là hai thầy phải điềm đạm, cẩn thận, suy xét được tỉ mỉ. Cháu có mừng rỡ lộ ra nét mặt và khó lòng giấu được bọn chúng. Hai thầy nên nhớ kỹ. Thôi, hai thầy đi. Như thế là xong rồi. Thank you.